Với mục đích quảng bá, giới thiệu, giúp người tiêu dùng tiếp cận, mua sắm được sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La, đặc biệt là các loại trái cây với nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, đồng thời quảng bá, xây dựng và phát triển sản phẩm mận hậu, tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 đã được khởi động. Diện tích mận cho thu hoạch của tỉnh Sơn La hiện vào khoảng 8.700 ha, sản lượng dự kiến đạt 50.750 tấn. Chất lượng trái mận được đánh giá cao, có đặc trưng riêng về mẫu mã, hương vị với trọng lượng quả trung bình từ 55 đến 75 gram trên một quả. Ngoài sản phẩm quả tươi, mận hậu còn được chế biến thành nhiều sản phẩm như mứt mận, rượu mận, mận sấy dẻo, siro để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Theo ban tổ chức, việc tổ chức tuần lễ sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất chế biến nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn. Ngoài sản phẩm mận hậu đặc sản, ban tổ chức còn có các mặt hàng nông sản khác được chia thành các nhóm như nhóm sản phẩm quả tươi, nhóm rau củ quả, nhóm thực phẩm đã qua chế biến. Đây là hoạt động trong kế hoạch xúc tiến thương mại nông sản năm 2019 của Sơn La nhằm phát triển thị trường, đồng thời khích lệ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp tục phát huy tính chủ động trong sản xuất kinh doanh.